tối hôm qua trên VTV3 cũng bắt đầu một mùa mới của chương trình The Voice Kids, giọng hát Việt nhí. Và chúng ta lại tiếp tục cuộc đồng hành với những huấn luyện viên, những nghệ sĩ rất trẻ tuổi, tài năng của Việt Nam và cùng tìm kiếm những tài năng nhí rất dễ thương và có thể trở thành những siêu sao trong tương lai, đúng không ạ? Chắc chắn và rồi. Để tiếp nối với những tin tức về văn hóa sự kiện nghệ thuật diễn ra tại các thành phố lớn của Hà Nội, của Việt Nam trong thời gian vừa qua thì chúng ta có đêm nhạc giọng ca vàng, năm giọng ca vàng tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô với sự góp mặt của những nữ ca sĩ như Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh, Trần Thu Hà, Mỹ Tâm. Đó là những sự kiện mà chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị. Còn bây giờ trong chuyên mục Nghệ sĩ và bạn sẽ là một gương mặt rất tài năng của làng piano Việt Nam. Đó là ai và câu chuyện về người nghệ sĩ này như thế nào? Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi chuyên mục của chúng tôi. Đôi bàn tay, có lẽ đó là sức hút lớn nhất và cũng là thứ quý giá nhất của một nghệ sĩ piano. Tất nhiên là đôi tay của nghệ sĩ thì rất là quan trọng, nhưng cần rất là nhiều trải nghiệm từ cuộc sống. Tất nhiên là phải tránh những cái thứ rất là nặng, nhưng mà mình cũng phải lao động thì mình mới chơi được nhạc. Luôn thực hành nghệ thuật với suy nghĩ như vậy, và đôi bàn tay, công cụ giao tiếp tuyệt vời nhất với cây đàn piano, đã cùng nghệ sĩ Lưu Đức Anh mang những thanh âm đẹp nhất đến rất nhiều quốc gia, từ Việt Nam đến những nước có nền âm nhạc đỉnh cao như Đức, Pháp, Đan Mạch, Thụy Điển. Trong cái âm nhạc cổ điển này thì các tác phẩm đều được viết ra phải rất là nhiều công sức, mồ hôi, nước mắt của các nhạc sĩ vĩ đại. Muốn hiểu được một cách chân thành nhất thì chính mình cũng phải có khả năng cảm nhận được những thứ cảm xúc đấy. Trước khi ngồi vào đàn để mà lôi sách ra và đánh trống đàn thì mình cũng phải có những cái bước tìm hiểu trước về tác phẩm và tác giả, thậm chí là nó còn liên quan đến bối cảnh lịch sử văn hóa thời bấy giờ. Thực sự là tốn rất nhiều thời gian và có khi là hàng năm trời, và đến một mức nào đấy thì mình phải cảm thấy như là mình và tác phẩm nó đã hòa làm một, phải cảm giác chính mình viết cái tác phẩm đó. Và đến khi biểu diễn thì cũng không phải là theo bản năng, mình vẫn có cái cảm kiểm soát nhất định, nhưng mà mọi thứ nó đi ra rất là tự nhiên. Sau đấy để mà truyền đạt đến khán giả thì nó phải cần một cái sự chân thành rất là lớn, hoàn toàn 100% là cống hiến cho âm nhạc một cách rất là thành thật và không giả tạo. Chỉ mới 24 tuổi, nhưng chính sự tận tâm, say mê với cây đàn piano trong gần 20 năm qua đã mang đến cho Lưu Đức Anh rất nhiều thành tích đáng tự hào. Anh tốt nghiệp thủ khoa Đại học Piano năm 2013 và thủ khoa Cao học Piano năm 2015 tại Nhạc viện Hoàng gia Lief, Bỉ. Anh cũng không ngừng gặt hái được hàng loạt giải thưởng quan trọng trong nước và quốc tế. Và mới đây nhất, anh giành giải nghệ sĩ ấn tượng nhất tại Festival Piano Kuliu lần thứ 10 vừa được diễn ra trong tháng 6 tại Pháp. Qua rất là nhiều năm tập luyện với cây đàn piano và cũng biểu diễn tại rất là nhiều sân khấu thì có thể nói là tôi cũng có hình thành được cái phong cách của riêng mình. Tôi thì luôn hướng đến những cái thứ nguyên bản nhất, cái nền âm nhạc đến từ châu Âu. Mình hướng đến nội tâm bên trong chứ không hướng đến những cái thứ hoa mỹ, những cái động tác bên ngoài thu hút khán giả. Khi mà chơi đàn tôi cũng cố gắng giữ một cái phong cách rất là bình tĩnh, rất là điềm đạm. Mỗi ngành nghề nó đều có cái hy sinh nhất định. Ngành âm nhạc thì có thể nói là cũng rất cô đơn, nhiều khi rất buồn. Mình mà không tự luyện cho đôi tay của mình, không ai giúp được. Nhưng mà mình phải nghĩ là mình là người Việt Nam thì đây là một cái sứ mệnh rất là cao cả, cũng rất là nặng nề, là đưa một trong những cái đỉnh cao nghệ thuật này về với nền âm nhạc Việt Nam. Và có thể là đến cuối đời thì mình cũng không thành công được như mình mong muốn đâu, nhưng mà mình cũng phải xác định đây là mình là một cái phần rất là nhỏ trong một cái hành trình rất là dài, và nếu có thể truyền cảm hứng cho những thế hệ sau tiếp tục đi theo con đường của mình thì đã rất là thành công rồi. Nghệ sĩ piano trẻ Lưu Đức Anh là một trong những tài năng âm nhạc của Việt Nam với những giải thưởng rất ấn tượng. Và điều đặc biệt nữa là người nghệ sĩ này là một chàng trai bước ra từ một gia đình rất có truyền thống về nghệ thuật.
là con nhà đòi, có những sự thuận lợi nhất định để theo học nghệ thuật, đúng không ạ? Bố bạn ấy là phó giáo sư tiến sĩ nghệ sĩ ưu tú Lưu Quang Minh, là giảng viên của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và cũng là người rất thành công trên đấu trường quốc tế ở bộ môn nghệ thuật là accordion. Nhưng bên cạnh đó thì chắc chắn là Lưu Đức Anh cũng học hỏi được rất nhiều từ người anh trai của mình, cũng là một nghệ sĩ piano, Lưu Hồng Quang. Người ta thì thường nói rằng là năng khiếu có thể được di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Có lẽ là Lưu Đức Anh cũng đã được thừa hưởng một phần nào đó năng khiếu từ người cha của mình và người anh của mình. Nhưng mà năng khiếu nếu như không kết hợp với sự luyện tập và tìm tòi cũng như là đam mê thì rất khó để có thể thành công. Và Lưu Đức Anh thì lại là một trường hợp ngược lại, đúng không ạ? Bạn ấy đã luôn luôn tập luyện này, hăng say và yêu thích piano để đến bây giờ trở thành một người nghệ sĩ rất trẻ. Và chúng ta tất nhiên rồi sẽ cùng chúc cho Lưu Đức Anh cũng như là gia đình của Lưu Đức Anh nữa sẽ có được thêm thật nhiều những thành tích cũng như là những giải thưởng để có thể cống hiến được nhiều hơn cho nền âm nhạc của Việt Nam. Vâng.